Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 213 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ sáng mai, tâm bão cách Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi vào đất liền các tỉnh miền Trung và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ sáng ngày 20 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt-Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng chiều cường kết hợp với sóng lớn gây sạt lở đê kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Đối với đất liền, từ gần sáng và ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng nay 18 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to như Quỳnh Lưu, Nghệ An 110mm, Hồ Đá Hàn, Hà Tĩnh 162mm, Đà Nẵng 150mm, Trà Phú, Quảng Ngãi 100mm, Madagui, Lâm Đồng 145mm, Cửa Cạn, Kiên Giang 136mm, Đầm Rơi, Cà Mau 105mm, v.v. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ ngày 18 đến 20 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Từ ngày 18 đến 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Từ ngày 18 đến 21 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3 đến 7 mét. Trong đợt này, đỉnh lũ tại thượng nguồn sông Mã, sông Bưởi ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả ở Nghệ An lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh lên mức báo động 2, báo động 3. Hạ lưu sông Mã, Thanh Hóa, sông La, Hà Tĩnh ở mức báo động 1 và hạ lưu sông Cả, Nghệ An lên trên mức báo động 1. Đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Riêng các sông nhỏ ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, thành phố và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khi đến khu vực Trung Trung Bộ, đường đi của bão sẽ rất phức tạp do sự biến động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới và tác động của không khí lạnh từ sau ngày 19 tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hai kịch bản có thể xảy ra. Ở kịch bản thứ nhất, bão sẽ di chuyển thẳng vào khu vực miền Trung nước ta, trọng tâm là các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ. Theo kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng khá sớm đến đất liền nước ta khoảng ngày 19-20 tháng 9. Kịch bản thứ hai, khi đi đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão đổi hướng Tây Tây Bắc, tiến về khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của nước ta. Với kịch bản này, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta vào cuối tuần này.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, vị trí hình thành của cơn áp thấp nhiệt đới hiện nay khá giống với siêu bão Iagi, bão số 3, cùng ở khu vực phía đông của đảo Luzon, Philippines. Tuy nhiên, điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3 Iagi, mà nó phải chia sẻ lượng ẩm với cơn bão Pulasan đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới không mạnh ngay thành bão mà phải mất khoảng 1 đến 2 ngày hoàn thiện cấu trúc để có thể phát triển thành bão. Ngoài chịu tương tác với cơn bão Pulasan đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khi vào Biển Đông, trường dòng dẫn quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới cũng đang có biến động nhiều. Ngoài ra, vào khoảng sau ngày 19 tháng 9, còn có khả năng có khối không khí lạnh nhẹ đầu mùa từ phía Bắc di chuyển xuống. Tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai khiến cho đường đi của áp thấp nhiệt đới sau sẽ là cơn bão sẽ phức tạp hơn nhiều so với siêu bão Iagi. Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, tất cả các mô hình dự báo hiện tại của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất cường độ của cơn bão này sẽ không mạnh như bão Iagi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, bão số 4 rất ít khả năng trở thành cơn bão mạnh nhưng lại rất phức tạp và khó lường về đường đi. Vì vậy cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện số 97 CDTTG ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Công điện nêu, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 17 tháng 9 năm 2024, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon, Philippines vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 10 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h về hướng quần đảo Hoàng Sa và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền của nước ta, gây gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới này còn rất phức tạp. Dự báo có thể thay đổi cả về cấp độ gió, tốc độ di chuyển và hướng di chuyển. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: một là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định. Hai là Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai có thể ảnh hưởng đến phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Trong đó tập trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển. Rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, vận hành khoa học an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, nhất là tại các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Ba là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, biết được kỹ năng ứng phó khi xảy ra thiên tai, nhất là sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt nhằm hạn chế thiệt hại. Bốn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Năm là Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc công điện này,
kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh. Bộ Công an chỉ đạo sẵn sàng các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Ngày 17 tháng 9, Bộ Công an có công điện số 16 CDBCA V01 gửi công an các đơn vị địa phương về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Bộ Công an điện, Giám đốc Công an 17 tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Thủ trưởng các đơn vị, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Cục Kế hoạch và Tài chính, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại, Cục Trang bị và Kho vận, Cục Y tế, Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Thực hiện công điện số 97 CDTTG ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau. Một là tổ chức theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Hai là bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, nhất là tại các địa phương dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, địa bàn trọng điểm, các hoạt động trên biển, ven biển. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú, đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia, sơ tán di rời người dân cùng phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ. Ba là chủ động các trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng, kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn về các lực lượng, trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc của lực lượng công an nhân dân. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về hoạt động công tác cứu nạn cứu hộ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân. Bốn là các đơn vị chức năng của Bộ chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương, các địa bàn và triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Chỉ đạo công an các địa phương nắm chắc tình hình, diễn biến áp thấp nhiệt đới, phối hợp các cấp các ngành theo dõi chặt chẽ và tham mưu chỉ đạo việc xả lũ các hồ thủy điện đảm bảo đúng quy trình, an toàn hồ đập và đặc biệt lưu ý việc thông báo, hỗ trợ di dời dân vùng hạ lưu khi có nguy hiểm. Năm là tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ đến công an các đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở, đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Bộ theo quy định qua văn phòng Bộ. Thưa quý vị, dự báo về tình hình thời tiết thời gian tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 9, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão, khả năng tập trung vào 10 ngày cuối tháng 9 và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ và trong thời kỳ mưa lũ tháng 10, tháng 11 năm 2024. Trong khi người dân miền Bắc vẫn đang cố gắng từng ngày để khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra, thì giờ đây đến lượt miền Trung chuẩn bị đón cơn bão số 4. Ngay lúc này, người dân miền Trung cần chuẩn bị thật kỹ để đề phòng những diễn biến phức tạp của bão số 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin tức 24 giờ TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.